Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Ở khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Tân Biên và Tân Châu, Khu vực này được dự báo mai thay đổi, chiều tối mai sẽ có mưa rào nhẹ và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ, độ ẩm 95%. Thời tiết ở khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, bao gồm huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trắng Bàn. Ở khu vực này mai thay đổi, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 35 độ, độ ẩm 91%. Còn đối với khu vực phía đông của tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, khu vực này may thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 33 độ, độ ẩm 90%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Khu vực này được dự báo là sẽ có mây thay đổi, tối mai sẽ có mưa nhỏ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 34 độ, độ ẩm 93%. Ở khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, được dự báo là sẽ có mây thay đổi, chiều tối mai sẽ có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 35 độ, độ ẩm 93%. Cảnh báo mưa dông có xu hướng gia tăng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, xét, mưa đá cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Bàm Cỏ Đông trong khoảng từ 0.35 cho đến 0.40 m. Và bây giờ sẽ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. quý khán giả, 52 hạt là tần số phát ra từ một chú cá voi bí ẩn dưới đáy đại dương và cho đến thời điểm này, sự bất thường của chú cá này vẫn là điều bí ẩn. Cá voi 52 hạt được tìm ra bởi một nhóm thuộc Viện Hải Dương Học Hoa Kỳ. Tiếng kêu của nó lần đầu được dò ra vào năm 1989, lần tiếp theo là vào năm 1990 và 1991. Năm 1992, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Hải quân Hoa Kỳ loại bỏ bản ghi âm và các báo cáo kỹ thuật của hệ thống Hyprophone giám sát âm thanh chống tàu ngầm Sosus và cho Sosus phục vụ nghiên cứu hải dương học. Tới năm 2004, chú cá voi được dò thấy hàng năm cho đến nay. Nghiên cứu bởi các nhà khoa học thuộc WHOI được ủng hộ bởi Công binh Lục quân Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Dịch vụ Thủy sản Quốc gia, cộng thêm cả Hải quân Hoa Kỳ. Cá voi 52 hẹt là một cá thể cá voi thuộc loài không xác định. Tiếng kêu của nó có tần số bất thường là 52 hẹt. Tần số này cao hơn nhiều so với những loài cá voi khác có tập tính di cư tương tự như cá voi xanh hay là cá voi vây. Nó được phát hiện thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau từ cuối những năm 1980 và có vẻ như là cá thể duy nhất phát ra tiếng kêu ở tần số này. Nó được truyền thông gọi là chú cá voi cô đơn nhất hành tinh. Việc lần theo cá voi 52 hạt không liên quan tới sự có mặt hay là chuyển động của những loài cá voi khác. Nó được phát hiện tại Thái Bình Dương hàng năm, bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 và di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của Hyperphones vào khoảng từ tháng 1 cho đến tháng 2. Nó di chuyển ra xa về phía Bắc tới tận quần đảo Alas và quần đảo Kodiak và ra xa về phía Nam tới bờ biển California, bơi khoảng từ 30 cho đến 70 km mỗi ngày. Quãng đường chúng ta ghi lại được của nó mỗi mùa dao động từ thấp là 708 km đến cao là 11.062 km trong năm 2002 đến năm 2003. Các nhà khoa học ở Viện Hải Dương Học Hoa Kỳ vẫn chưa thể xác định chú cá voi thuộc loài nào. Họ suy đoán rằng nó có thể bị bất thường bẩm sinh hoặc là lai cá voi xanh với cá voi vây. Dù do lý do sinh học nào khiến chú cá voi có tiếng kêu bất thường như vậy, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến sự sinh tồn của cá voi 52 hạt. Bằng chứng là nó vẫn sống sót và trưởng thành, có cơ thể khỏe mạnh là đàn khác nữa. Tuy nhiên thì tiếng kêu của chú cá voi này vẫn độc nhất vô nhị. Chính vì vậy, con vật này cho đến thời điểm hiện tại vẫn được gọi là chú cá voi cô đơn nhất hành tinh. Quý vị thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.